Thiết kế nhà máy nhận tân cổ điển ở Hà Tĩnh cho chủ đầu tư là chị Nhung với thiết kế tinh tế sang trọng. Đây là những mẫu nhà tiêu biểu cho những gia đình đông người hoặc sống chung hai thế hệ với nhau. Nhìn tổng quan, mẫu nhà mái trần này mang trong mình một vẻ đẹp đầy tinh tế của phong cách kiến trúc tân cổ điển hòa quyện với kiến trúc hiện đại. Từng đường nét kiến trúc, từng chi tiết hoa văn cầu kỳ được các kiến trúc sư phác họa thật sống động, giúp ngôi nhà trở nên hoàn hảo. Với tông màu trắng chủ đạo mang đến sự tươi sáng, nhã nhặn, làm nổi bật lên những điểm nhấn của kiến trúc. Với các chi tiết phào chỉ chạy dọc rất bắt mắt, chân nhà ốp đá dối nổi bật. Không những thế, còn giúp tường không bị ngấm nước khi trời mưa và làm tăng tuổi thọ của ngôi nhà. Sảnh chính với hai trụ cột vuông rất khỏe khoắn được đắp vẽ những chi tiết phào chỉ, giúp tạo điểm nhấn thị giác đặc biệt. Tầng 2 là cột trụ tròn, tạo vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển cho tổng thể công trình. Đồng thời, hình vòm bán nguyệt kết nối với hai trụ cột này vừa có tác dụng che chắn ánh nắng trực tiếp hắt vào bên trong, vừa tạo nét thẩm mỹ cho ngôi nhà. Kết hợp với đó là hệ thống lan can được sử dụng bằng sắt mỹ thuật màu vàng, điểm xuyết uốn lượn mềm mại đã nâng tầm giá trị công trình, đồng thời khẳng định được sự uy phong và đẳng cấp của gia chủ. Cửa chính được làm bằng gỗ kết hợp với pano kính, cửa sổ và các cửa còn lại được sử dụng kính cường lực kết hợp với nhôm hệ sinh pha hiện đại và thanh tao, tạo nên không gian sống thoáng đãng, rộng rãi, hòa hợp cùng với thiên nhiên và ánh sáng. Sân vườn được bố trí rộng rãi, xung quanh trồng những loại cây mang bóng mát cho ngôi nhà. Sân được lát toàn bộ bằng gạch chống trơn, giúp an toàn cho mọi thành viên khi di chuyển việc đi lại. Cổng và tường bao kiên cố bao quanh ngôi nhà, vừa đảm bảo được độ an toàn, vừa phô diễn được nét đẹp của ngôi nhà. Hệ thống tường rào bê tông bền chắc kết hợp với khung sắt mỹ thuật đã mang đến sự sang trọng và quý phái cho công trình này. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc công trình thì xin mời các bạn cùng ghé thăm kênh YouTube cũng như website của nhà đẹp Tân Hà các bạn nhé. Ở kênh YouTube chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, villa. Bên cạnh đó cũng có những video quay lại quá trình thực tế thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, theo dõi cũng như là ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì website có tên miền là nhadeptana.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Bích Nga hy vọng rằng kênh YouTube Nhà Đẹp Tân Á và website nhadeptana.vn là một kho tàng kiến thức để giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng của tất cả các thành viên trong gia đình các bạn nhé. Với mặt tiền rộng 7,8m và chiều sâu là 13,9m, căn nhà của gia đình chị Nhung được bố trí phòng khách với diện tích 33,1m2, phòng bếp cộng phòng ăn 22,1m2, phòng ngủ 15,2m2, nhà vệ sinh chung 4,8m2 và sân ướt 5,3m2. Lên tới tầng 2 được bố trí một phòng thờ 9,2m2, phòng sinh hoạt 12m2, hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 20m2 và 10,7m2, nhà vệ sinh chung 4,1m2 và một sân phơi 3,7m2. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng được Tân Á thiết kế cho gia đình chị Nhung tại Hà Tĩnh. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một ý tưởng cho tổ ấm trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!